Alo, chào cả nhà nhé. Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Hôm trước thì mình vừa đăng cái video về cái cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 tổ chức tại Việt Nam. Hôm trước thì mình đi ở ngoài cái sân ở ngoài sân bay ấy, thì những cái khí tài mà ở ngoài là những khí tài mà hiện tại là đang trang bị ở chỗ đang được quân đội Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam trang bị các bạn ạ. Đấy, những khí tài mà quân đội Việt Nam đang có. Hiện tại thì hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi thăm cái tour ở bên trong hội trường, ở trong nhà ấy. Thì ở trong này thì ngoài các cái đơn vị sản xuất các cái khí tài của Việt Nam thì còn có rất là nhiều đơn vị sản xuất khí tài ở ở quốc tế, ở nước ngoài họ sản xuất. Thì mình cũng không quá am hiểu về các thiết bị này nên là mình cũng làm một vòng và quay cho các bạn nhé. Thì bạn nào quan tâm thì coi như đây là một cái cuộc tham quan qua màn ảnh nhỏ luôn. Thì mình quay cũng gần như đầy đủ các cái gian hàng. Nhưng mà cũng nhiều gian hàng thì hôm trước thì họ đã kết thúc, họ đã dọn gian hàng trước ấy, thì nó không còn nữa. Nhưng mà cũng gọi là còn chỗ đông thì họ các gian hàng nó vẫn ở đấy thôi. Đấy, thì mời các bạn đi theo mình nhé. Ví dụ như ở đây là đang có cái gian hàng về các cái trang thiết bị truyền tải thông tin các bạn này. Đấy. Nhưng mà thôi các bạn theo dõi cái video của mình coi như một cái cuộc tham quan ngắn đầy đủ cái triển lãm quốc phòng Việt Nam các bạn nhé. Rồi chào tạm biệt các bạn. Dạ vâng ạ. Này lên máy tính vâng, vẫn nét như bình thường ạ. Dạ, chỉ là nó bé, nó dễ cầm thôi. Dạ vâng. Dạ. Cái này khoảng 8 triệu, 9 triệu ạ. Dạ vâng. Của Trung Quốc ạ. Dạ, nhưng mà của cái hãng này là cái hãng, nói chung là cũng cái hãng hàng đầu để với camera với là cả cái drone. Dạ vâng, nhỏ gọn để quay cho dễ ạ. Quay vâng, lâu kiểu 6 cũng được ạ. Nó quay cũng nét như kiểu camera bình thường đấy ạ. Dạ. À có, hẳn hẳn đấy, như kiểu cái gimbal này. Như như mình đặt cái này là nó camera nó không bị rung. Đây 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 dạ. Đấy, cân bằng đấy, hoặc là có chế độ có thể là mình khóa thế này, nghe mình giơ lên giơ xuống thì nó vẫn giữ ngang thế này. À, kiểu vậy. Và dạ. DJI Pocket. Pocket. Dạ vâng. Cái này và các bạn làm mà chúng chơi cũng vô ghê, cứ quay cái này. Dạ.
ruột thành viên ngoài tá. Đây là cấp sĩ quan quý. Khỏe đấy. Độ nét có lên nét vẫn nét quay được cả 2K 4K, nói chung nét như 15 chưa? À, chuyên nghiệp hơn chứ. Nét hơn. Nét hơn. À đây ạ. Pin có bền không anh? À, chắc là quay được khoảng mấy tiếng đấy. Con này bao nhiêu tiền anh? Con này 8,5 triệu. Tắt đấy nhỉ? Ờ, nói chung là để các bạn làm vlog bằng quay. Của Của bọn DJI đấy, DJI là chuyên bọn flycam với bọn camera hành trình đấy. À thế ạ. Ờ, bọn hãng là DJI nổi tiếng. Này anh nhà Vivo ạ. À vâng, đấy thì em quay Vivo. Dạ.
vô lại có tàu hơn, có loại bên. Như nhau cả mà. Thank you.
kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên số trong cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Chào mừng quý khách đến tham quan khu trưng bày kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên số trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Trong dự thảo luật, chính sách về danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá, đề xuất giao đặc quyền cho chính phủ quy định chi tiết danh mục trên cơ sở các nguyên tắc quy định tại luật nhằm tăng cường sự linh hoạt trong thực tế triển khai. Trong tổng số 52 nhóm hàng hóa của ngành này, so với luật giá năm 2012, các biện pháp bình ổn giá cơ bản được kế thừa, tuy nhiên có điều chỉnh theo nội dung chính sách. Trong đó đối với mặt hàng sách giáo khoa, được Bộ Tài chính đánh giá là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, nên bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá. Khi sửa đổi luật, việc định giá mặt hàng này sẽ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá tối đa, các nhà xuất bản quyết định giá cụ thể. Cùng với đó, đề xuất chưa bỏ công cụ quyết định giá ban đầu, nhưng củng cố các cơ chế trong triển khai, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc sử dụng quỹ. Dự thảo luật giá sửa đổi vừa được thảo luận và lấy ý kiến tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sau khi Quốc hội cho ý kiến, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu và hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Thank you.
chưa bao giờ có triển lãm này cho mình thấy. Mới nhớ đâu đang luôn. À xuống đây luôn được. Ok.